Cái những từ quan trọng với các bạn hỏi có gì thắc mắc không? Thầy con có ba câu hỏi. Cái người cái chân nó có hai loại chân, một cái chân thẳng với cái chân cong này. Cái người chân thẳng thì chân bị còn ba chiều đi nó đi nó vô cái chỗ mà bác sĩ về chân nó để lên cái máy để nó run cái chân thẳng, cái bàn chân bị flat đó, là, thì nó làm một cái miếng đế để tại sao cái chân thẳng với cái chân cong nó khác nhau chỗ nào thưa thầy? Cái bàn chân thẳng với cái bàn chân nó cong là vậy đó thầy? Bàn chân thẳng với bàn chân cong. Dạ. Ok. Bây giờ đó, bàn chân cong là bàn chân bị bệnh như vậy. Dạ. Đúng không? Thì bây giờ đó, khi người ta cong lại, tại sao người ta cong? Một là cái cảm giác cái với cái bàn chân, cái ngón chân nó mất cảm giác, cho nên có thể người ta đứng nó không vững, cho nên cái khuynh hướng của cái não nó buộc cái chân phải hư cong lại để giữ cái gân thẳng đi cho nó không té. Đó là yếu tố thứ nhất về mặt cơ học. Yếu tố thứ hai muốn biết nó đúng hay sai á, khi cái chân nó cong như vậy đó, vì khám thử cái chân bên kia. Mà khi cong có nghĩa là lồi lên vậy vậy, thì quý vị chà trên mu bàn chân. Cái mu bàn chân biết không? Đây là mu bàn tay. Thì mu bàn chân, chỗ này mắt cá nè, cái cổ chân nè, đây này cổ tay nè. Quý vị chà ngang cái chỗ này mà một trong những ngón này mà nó bật ra, hay là chỗ này nó đau, thì do tại cái cơ chỗ này nó bị bó, máu nó xuống được, cho nên cái chân nó cái cong. Thì mình phải khám cụ thể mình mới biết. Để tôi ghi lại cái này cho quý vị rồi lát nữa là quý vị muốn đặt cái câu hỏi nó cái cách mình tìm mình lại. Hồi nãy mình nói về kỳ kính bát mật là mình phải nói sơ đủ nè, vạn phủ nè, khí huyết nè, thân mật nè, cốt tủy nè, đó mới gọi là bát mật. Đó, tạng phủ là cặp một cặp, căn mật là hai, khí huyết là ba, cốt tủy là bốn, cho nên mới thành là bát hậu viện. Tám cái trăm trận đánh không ngoài ba tám cửa này. À, kỳ kinh bát mật là vậy, bát là cốt là xương, tủy là marrow, căn là gân, mạch là hệ thống của tim, tạng đó là liên hệ các tạng, phủ là liên hệ các phủ, tức là phần phủ á. Cái lý của âm dương bao giờ nó cũng một cặp, nó không có một, luôn luôn một mẹ một con, nó không để tách rời á. Ví dụ như mình nói như nãy nói á, thận là một tạng thì bàng quang là một phủ, thận với bàng quang là một cặp, tỳ là một tạng, vị là một phủ, cho nên tỳ vị nói chung là một cặp tạng phủ. Đó. Cũng như tâm và tiểu trường là một cặp tạng phủ, phế đại trường là một cặp tạng phủ, gan mạch là một cặp tạng phủ. Đó. Không có cái gì người ta tách ra một hết. Bây giờ trở lại những điều đoán bệnh nè. Thí dụ như cái chân nó bị vậy ha. Hồi nãy tôi nói về mặt cơ học. Bây giờ cái thứ hai, ta trà trên cái mu bằng chân bên bị bệnh á. Ha, coi thử muốn biết nó đúng hay sai, trà bên sống trước, cái bên không bệnh á, tại vì bên đó nó dễ nhạy lắm. Thì khi mình đụng trên mu bằng chân mà lao á, bên không bệnh á, họ đau họ chịu không nổi, thì vị lý đối xứng cái điểm cực đau đó đó qua bên chân bệnh, chị trà một lát cái chân nó thẳng nè. Tôi có làm thử cho một cái người, anh không tưởng tượng nổi, anh bị lật tai nạn xe 28 năm. Sau khi làm mọi thứ rồi, cái chân giờ cứ đi á, anh nói không bao giờ anh mang được một cái chiếc giày, không bao giờ anh mang được một cái chiếc giày mà thoải mái, mà anh phải làm cái loại giày đặc biệt á, là cái chân anh bấu nè, cho cái đôi giày nó không tuột ra, hiểu không? Đó, thì muốn bệnh lâu á, phải xác định như vậy, xác định bên cái vị trí sống trước, coi đụng vô cái chỗ nào cần đau, thì ngược lại bên đây ta làm đối hướng lại là nó bung ra. Đó là cái cách tìm hiểu chuẩn xác nhất đó, là vậy, phải xác định nó.